dàn nghệ sĩ đình đám bên sự đám cưới của ca sĩ Đàn Nguyên. Đám cưới của Đàn Nguyên và Thành Hà sẽ diễn ra riêng tư nhưng vẫn hội tụ đông đủ dàn sao đình đám tại hải ngoại. Trên trang cá nhân, ca sĩ Tracy Phương Trinh chia sẻ loạt ảnh hồi ngộ cùng đồng nghiệp trong đám cưới riêng tư của Thành Hà và Đàn Nguyên. Nữ ca sĩ viết, hôm nay sự đám cưới, một cả đám cưới rất ư là đình đám của nghệ sĩ nổi tiếng mà đôi uyên ương này đang yêu cầu khách tham dự không livestream và không post hình của họ lên mạng xã hội nên trễ. Chẳng hiểu lý do vì sao, nhưng chủ tiệc không muốn thì mình phải tôn trọng thôi. Trong loạt ảnh không hề có xuất hiện của cô dâu chủ rể, nhưng có thể thay hàng loạt gương mặt đình đám như Phương Thanh, Minh Tuyết, Thanh Thảo, Quang Dũng, bà xã Chỉ Tài. Bằng Kiều cũng chụp ảnh vui vẻ bên vợ cũ và bạn bè trong buổi tiệc. Ca sĩ Đan Nguyên tên thật là Nguyễn Đặng Đan, khi đi hát lấy tên là Đặng Đan Nguyên. Từng là một trong những nam ca sĩ nòng cốt của trung tâm ASEA, hiện nay anh đang chuyển sang hợp tác cùng trung tâm Thủy Nga. Qua Mỹ thập niên 90, Đan Nguyên từng ở San Diego rồi đến thị trấn Modesto của Bắc Cali. Trong một lần Đan Nguyên hát ở San Diego, tình cờ gặp ca sĩ Phát Trích Thủy Trang trình diễn chung. Cảm thấy chất giọng của nam ca sĩ đặc biệt nên đề nghị Đan Nguyên đưa CD tiếng hát của anh để về khi làm Cali giới thiệu với nhạc sĩ Trúc Hồ và giám đốc ASEA là Thi Vân, và Đan Nguyên đã được mời cộng tác ngay. Nhạc sĩ Trúc Hồ lúc đó là giám đốc âm nhạc của trung tâm ASEA vẫn hay nhắc đến chất giọng đặc biệt của Phát Trích Thủy Trang và cũng chính cô đã cảm nhận được chất giọng của Đan Nguyên nên tạo cơ hội cho anh. Từ khi bước vào trung tâm ASEA thì bước đường ca hát của Đan Nguyên bắt đầu thênh thang. Với bài hát đầu tiên là Thói Đời của nhạc sĩ Trúc Phương, Đan Nguyên hát chung với nam danh ca Trí Linh trong cuốn ASEA 55 với hát Thần Tượng. Nhận được rất nhiều sự ái mộ của khán giả, cuốn ASEA kế tiếp, Đan Nguyên đơn ca Hãy Quên Anh Đi của Phương Kim, tạo nên chỗ đứng vững vàng trên sân khấu ca nhạc hải ngoại và là một trong những giọng ca chính của trung tâm ASEA trong thời gian dài. Hầu như cuối tuần Đan Nguyên cũng đạp phi cơ đến nhiều thành phố có người Việt Nam sinh sống để hát. Lịch trình diễn của anh đầy kín, anh cho biết những ca khúc mà khán giả thương yêu. Kẻ ở miền xa, Thói Đời, Hãy Quên Anh, Những Lời Này Cho Em, Thành Phố Mưa Bay. Miền đất có nhiều cổ đô thơ mộng với sông Hương Giang và là nơi sản sinh ra nhiều ca sĩ nổi tiếng của làng âm nhạc Việt Nam. Nhiều ca sĩ ở vùng này có làn hơi mạnh, chất giọng đặc biệt và khi hát những giai điệu liền lầy mang âm hưởng quê hương thì rất truyền cảm. Điển hình là giọng ca Duy Khánh, một ngôi vị sừng sững trong giới ca sĩ của tân nhạc Việt Nam. Do đó khi Đan Nguyên hát nhạc Trúc Phương, Lam Phương và những bài ca thuộc dòng nhạc vàng thì rất mùi mẫn. Thuở niên thiếu, Đan Nguyên rất thích nghe giọng hát với các giọng ca Tuần Vũ, Duy Khánh, Chế Linh, Bảo Yến và thường ca hát với bạn bè. Trước khi đến với trung tâm ASEA, anh tham dự rất nhiều cuộc thi và chiếm rất nhiều giải nhất. Nếu có người cho rằng giọng ca Chế Linh có chất buồn của dân tộc Chàm đã mất nước thì trong chất giọng của Đan Nguyên cũng có một chất buồn nào đó. Khi được hỏi về gia thế thì anh nói đã xa cha từ khi còn nằm trong bụng mẹ và suốt đời anh chưa bao giờ thấy được mặt của cha anh. Mẹ anh phải cam khổ nuôi anh và mấy đứa em. Sau này gánh nặng gia đình đặt lên vai, anh đã giúp đỡ mẹ. Làm nghề mua vui cho thiên hạ, thức khuya và ánh đèn sân khấu đầy đam mê của Đan Nguyên. Có cuộc sống rất lành mạnh, không hút thuốc, uống rượu, uống cà phê, anh khoe cánh tay khỏe khoắn, bắp thịt phương quân. Nhờ những năm tháng mê tập võ hồi niên thiếu, anh kể một kỷ niệm dễ thương hồi còn nhỏ ở Huế. Mẹ đưa tiền đi chợ và khi gặp một người ăn xin tội nghiệp quá, anh cho hết số tiền đó và về nhà nói dối là đánh mất và bị một trận đòn nhớ đời. Hiện nay ở tuổi ngoài 30 nhưng vẫn còn độc thân, Đan Nguyên nói về mẫu người yêu tương lai của mình là không cần đẹp nhưng cần có duyên trung thủy và có thể cảm thông chia sẻ buồn vui cùng nhau trong cuộc sống.